Rồi bây Rồi giờ mời bạn. thứ nhất các bạn đi vào bài thứ nhất, tức là bài mở đầu. Thì thứ nhất mình tìm hiểu Maya là gì. Có bạn nói Maya là con ma nước, đúng không? Thì Maya thì người ta lấy tên từ khái niệm của đạo Hindu và đạo Phật, đúng không? Có nghĩa là gì? Maya có nghĩa là mẹ sáng tạo, mẹ sáng tạo. Đó. Và Maya thì nó trở thành một cái chương trình thiết kế 3D vô cùng mạnh mẽ và mềm dẻo. Các bạn thấy những cái bộ phim lớn như Fantasy, đúng không? Như Cá Demo, Kỳ Băng Hà, đó là những cái bộ phim đó, hoặc là Gấu Trúc Benda chẳng hạn. Trên này luôn. Đúng rồi, tất cả đều có bàn tay của Maya, không? Tất cả đều có. Thì phần lớn là Maya. Thì trong những cái bộ phim đấy, bây giờ trong cái lĩnh vực mà dựng game, dựng cái xạo phim thì phải đến 90% là người ta dùng Maya. Còn 3D Max chỉ còn 10% thôi. Không? 3D Max thì nó mạnh về lĩnh vực là trong thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất tức là thiết kế xây dựng. Còn Maya thì nó mạnh mẽ về vấn đề là hoạt hình game, kỹ xảo phim, kỹ xảo phim. Đấy. Nên bây giờ nếu cái xu hướng thời thượng bây giờ thì người ta chuyển sang làm Maya hết rồi. Kể cả vẽ nội thất thì nó dựng vẫn tốt rồi, nó vẫn làm vẫn tốt rồi. Đó. Thì Maya là nó ra sau hàng 3D nên nó có thể thay thế được hết những cái khuyết điểm của 3D như về lưới, về cách diễn, không? Thì nó rất là nhiều. Chúng ta trong vòng 8 buổi thì mình chỉ có đi được những cái cơ bản thôi. À. Ví dụ mà đi ngoài mà gian một học một tháng Thì bây là giờ nếu mà sau một buổi dồn là nó sẽ hay hơn. vô thì các bạn lại không biết cái này là thiếu cái kia. À. Thì chủ vấn đề sau này ra trường các bạn nhiều khi lại không đi về cái lĩnh animation hoạt hình nữa mà lại bạn đi về lĩnh vực đồ họa. Không? Nên học ở trường thì các bạn phải quan trọng là mình xây dựng được cái móng, tức là mình biết được cái căn bản. Nếu sau này bạn đi về lĩnh vực nào đó thì mình lại đào sâu về nó thì nó dễ, Thì các bạn đi phần thứ nhất tức là phần A giới thiệu về sơ lược về Maya, thì cái này biên soạn lâu rồi. Giờ nó đến là 2014 rồi. Maya 18 rồi đúng không? Thì nó mỗi năm nó ra một cái. Năm nay 2018 đúng không? Thì cái về căn bản thì nó cũng không có gì khác, không có gì khác. Nó vẫn giống nhau. Nó chỉ thay đổi một vài cái về mặt công cụ rồi cái phần giao diện, cái vị trí công cụ nó sắp xếp lại thôi, không có gì mới. Giống như xe Airblade đời 2014, 15, 16 thì cơ bản cái máy nó vẫn vậy thôi nhưng cái hình dáng nó khác, đúng không? Hình dáng khác. Đấy. Thì khi các bạn khởi động Maya lên thì các bạn thấy đây là cái giao diện của Maya. Các bạn đang thấy bốn màn hình hay là một màn hình? Đúng không? Đó. Thì nó cũng giống 3D thôi. Thì cái phần này là phần menu chính. Đó, cái phần File Edit, Modify, Grid, Display, Window, Reset, Set, Select, tức là đây là cái menu chính. Thì cái menu chính này nó sẽ thay đổi chức năng khi các bạn chọn ở cái menu con này. Ví dụ như thầy chọn menu Animation. Animation đó là menu về hoạt hình, chuyển động. Thì các bạn thấy trên cái menu chính này nó sẽ thay đổi các cái tính năng nó cho nó phù hợp, thấy không? Phù hợp. Thì khi bạn muốn tìm ở trên này thì bạn để ý nó đang ở cái menu nào. Ví dụ thầy chạy cái chọn cái menu là Polygon. Polygon. Thì các bạn thấy trên này nó sẽ thay đổi, đúng không? Sẽ thay đổi, tức là nó thay đổi từ số 6 này trở đi này. Từ mesh, edit mesh trở đi. Nó sẽ thay đổi. Để chọn Surface thì bắt đầu nó cũng thay đổi từ Edit Curve này, Surface Curve nó sẽ thay đổi.
rồi Dynit, Branding, tức là nó sẽ thay đổi. Rồi sau này mình tùy làm việc cái menu nào mình sẽ chọn. Thì trong Maya thì mình sẽ có hai cái phương pháp dựng hình chính. Sau này mình sẽ có là dựng hình về Poly và Surface, tức là nộp. Chúng ta sẽ có hai cái phần dựng hình chính. Rồi phía dưới này là các cái gọi là các kệ, các cái cell, các kệ. Thì cái kệ này sinh ra để cho các bạn làm việc nhanh thôi. Thay vì các bạn phải vào menu, ví dụ như thầy muốn chọn cái thằng là Polysphere này chẳng hạn, thì thầy phải vô gì? Grid, chọn Poly, thầy chọn Sphere, tức là tạo một cái khối cầu, đúng không? Tạo một cái khối cầu. Thay vì vô đấy thì thầy bấm trực tiếp ở ngay đây, ngay đây, đúng không? Thầy bấm ở đây, thầy bấm trực tiếp ở đây. Thì cái cell này các bạn có thể tự tạo ra những cái cell này. Ví dụ đây thầy tự tạo này. Trần Hiệp Design, tức là thầy tự tạo ra các cái cell để đặt các cái lệnh, các công cụ mà mình hay dùng. Mình sẽ tạo một cái cell riêng để sau này mình chọn lựa cho nó nhanh. Thì sau bài sau thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo cell như thế nào, cách tạo cell như thế nào. Rồi bây giờ cái phần đây là cái bảng panel, channel box là cái bảng các cái thông tin khi bạn vẽ ở đây, làm các thông số ở đây thì nó sẽ hiệu chỉnh ở đây, giống như cái bảng layer bên Photoshop vậy đó. Thì để chuyển đổi cái giao diện thì bạn bấm phím spacebar, tức là phím dài nhất trên bàn phím của các bạn đó, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ chuyển sang vùng nhìn giống như 3D Max. Các bạn thấy nó có 4 vùng nhìn. Vùng nhìn này là vùng nhìn phối cảnh, đúng không? Phối cảnh, perspective, đó là vùng nhìn phối cảnh. Đây là vùng nhìn top, tức là nhìn từ trên xuống. Các bạn thấy cái đối tượng từ trên xuống, không? Còn này là phối, này là trong phối, trong vùng nhìn trong phối cảnh, phối cảnh. Còn đây là side view, tức là vùng nhìn bên trái hoặc bên phải, side, nhìn bên hông, trái hoặc phải, Còn front tức là nhìn chính diện, đúng không? Nhìn được trước tới front. Thì bạn đã học 3D rồi thì qua đây thì những cái này thì nó không có lạ lắm, không? 3D thì nó cũng có 4 vùng nhìn y như vậy thôi. Chẳng qua đây các bạn thấy nó nhiều cái tính năng, nó tiện dụng, nó đưa ra ngoài cho mình, nó đưa ra cho mình. Thay vì view mình chọn thì nó có thể nằm ở trực tiếp ở bên ngoài này luôn cho mình, bên ngoài này cho mình. Đó là cái phần giao diện. Còn tiếp theo là gì? Tiếp theo là các bạn sẽ làm việc tổng quan, đúng không? Thì một số cái thao tác cơ bản. Thì cái này có trong giáo trình rồi. Cuối giờ các bạn sẽ photo cái giáo án của thầy và chúng ta sẽ không cần ghi đâu. Thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ dùng phím tắt là Alt+ cộng click. Left tức là trái, chuột trái. Tức là mình sẽ xoay camera. Thì trong cái phần này thầy đã có đây. Đó. Xoay camera. Antonat click right, tức là mouse, tức là click chuột phải. Antonat cộng click chuột phải thì mình sẽ zoom camera. Không? Thì các bạn sẽ vô đây mình sẽ thấy. Giờ di chuyển. Hoặc là gì? Các bạn bấm phím dài. Ví dụ thầy bạn muốn chuyển qua vùng nhìn top chẳng hạn, thì bạn phải đặt con trỏ, đưa con trỏ qua vùng nhìn top, bạn nhấn phím spacebar này, thấy chưa? Đó, nhấn phím spacebar này. Muốn vùng nhìn nào thì nó rất là nhanh. Còn phương pháp thứ hai là sao? Phương pháp thứ hai là bạn có thể là đè phím spacebar này, bạn thấy không? Nó sẽ xuất hiện những cái giao diện này.
Khi mà cái giao diện trên này các bạn tắt hết đi, các bạn off hết đi, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, bấm spacebar nó dài, bạn thấy nè, edit file này, hoặc là hotspot là chọn nóng này, đúng không? Đó, tức là các bạn có thể chọn ngay trên cái này. Đây là những cái thay vì mình chọn đây. Cách thứ ba là gì? Các bạn thấy trên cái thanh công cụ này. Các bạn thấy trên thanh công cụ không? Đó. Các bạn thấy đây nó có panel layout này. Các bạn thấy không? Bấm cũng được. Hoặc là đây. Đây. Thấy không? Nó trở về cái chính này. Panel layout. Cái thứ ba này. Cái thứ ba thì nó cho bạn thấy được cái chỗ này đó. Đó. Cho bạn chọn khối. Đó. Thấy không? Giống không? Nó cũng vậy thôi. Thì cái cách thầy hay dùng nhất là các bạn muốn chuyển vùng nhìn nào thì các bạn đặt con trỏ của vùng nhìn đó, nhấn phím spacebar là nó nhảy qua thôi. Cách thứ hai là khi các bạn tắt hết những cái bị mất, những cái menu chính này, hoặc là cái thanh option này, các cái thẻ này, thì các bạn mới đè phím spacebar thì nó sẽ mở cho bạn, đúng không? Mở cho bạn lại cái này. Rồi. Về tiếp theo là gì? Antenat gì? Click chuột trái xoay camera. Antenat giữ chuột trái thì xoay camera. Antenat click chuột phải là zoom. Zoom camera, đúng không? Antenat click chuột phải là zoom camera. Antenat drone mount tức là gì? Antenat drone mount tức là giữ chuột giữa trên cái con chuột của bạn, có cái chuột bi, người ta hay gọi chuột bi á, giữ chuột giữa là gì? Là pan camera. Pan tức là di chuyển đó. di chuyển camera. Pan giống như bạn học quay phim nhỉ, cái cách mà pan đó là lia pan, đúng không? Cái này là pan camera, tức là di chuyển pan. Đó là ba phím tắt. Thì nói lại ha, antenat click chuột trái là xoay camera, antenat click chuột phải là zoom camera, antenat click chuột giữa là pan camera. Để làm được Maya thì cái bước đầu tiên bạn phải thuộc mấy cái này, đúng không? Mình mới xoay được. Hoặc là chuyển giao diện chẳng hạn. Khi làm bài thầy đang ở đây, thầy bấm cái nhảy qua đây, bạn không biết là ông làm kiểu gì, đúng không? Bạn phải biết. À, ông nhấn là phím spacebar, ông đặt qua đây. Được chưa? Đó. Đó là gì? Đó là ba cái thao tác cơ bản, đúng không? Rồi, còn cái nữa là control antenat wrap chuột trái hoặc phải, tức là zoom lớn vùng chọn. Control cộng với antenat cộng với click chuột phải hoặc trái thì bạn sẽ zoom lớn vùng chọn là như thế nào? Đây. Control, đúng không? Control cộng với gì? Antenat. Tức là bạn zoom control cộng với antenat cộng với chuột trái thì bạn sẽ zoom lớn một cái phần của đối tượng. Ví dụ thầy muốn zoom cái góc này thôi, muốn zoom góc này thôi thì bây giờ control cộng antenat chuột trái này, sao control antenat chuột trái này. Trái hoặc phải đều được hết. Thì lăn chuột cũng được. Nếu không thích thì bạn
lăn dum chuột thì bạn lăn thì lăn thì cũng được, nhưng mà nó nhiều khi nó không như ý mình ha, không như ý mình. Còn cần chôn antenna thì bạn dùng đúng vào cái mình cần. Cần này sao trong giáo trình rồi. Tiếp theo cái này như trong giáo trình thầy không biết là sao. Antenna chuột giữa là dùng nhỏ, antenna này cộng chuột giữa thì các bạn sẽ dùng nhỏ. Antenna chuột giữa, control antenna chuột giữa là bạn sẽ zoom nhỏ lại. Thấy không? Antenna chuột giữa này, bạn zoom nhỏ. Control antenna chuột trái thì zoom lớn. Nhớ không? Khó này hả? Mới học thì thấy nó khó. Control antenna chuột giữa là zoom nhỏ lại, nhớ vậy. Còn tiếp theo là gì? Nhấn phím A, tức là zoom lớn toàn bộ cái object của mình á. Phím A là zoom lớn toàn bộ object của mình. Đây, phím A này. Thấy không? Ví dụ bạn đang ở đâu? Ví dụ nhỏ vậy, bạn nhấn phím A này. Đó, nó zoom lớn cái object của mình lên. Bạn đang lớn như vậy, bạn nhấn phím A là zoom. Đó, zoom. Phím F. Phím F thì sao? Phím F sẽ zoom một object được chọn nha. Phím F thì sẽ zoom một object được chọn. Bây giờ có nhiều object đây. Bây giờ thầy sẽ chọn cái object này. Đúng không? Cái gì? À đây, dùng công cụ ngu kéo qua. Phím F tức là zoom một cái object được chọn. Ví dụ cái object này, thầy nhấn phím F này, thì nó chỉ zoom cái này thôi. Nhỏ vậy ha. Thấy chưa? Lớn đó. Hoặc là bên này đi, zoom F. Thấy chưa? Ví dụ thầy để đang làm việc gì ở dưới này, nhưng mà nhấn phím F nó vẫn zoom. Phím A là zoom toàn bộ object, phím F là zoom đối tượng được chọn. Được chưa? Đó. Đó, phím F zoom đối tượng chọn. Rồi xong cái phần thao tác cơ bản. Thì cái thao tác này các bạn phải thuộc nhé. Phải thuộc. Thì không ghi thì ở đây nó có. Nó phải thuộc này. Thuộc. Tức là thao tác cơ bản. Tiếp theo là công cụ cơ bản. Cái công cụ là gì? Công cụ selection. Công cụ selection, phím tắt là Q á, dùng để chọn các đối tượng. Đây, đây công cụ này, selection tool. Đó, để chọn đối tượng, chọn object. Nào, phím tắt là Q. Ví dụ thầy đang ở cái công cụ khác thì nhấn phím tắt là Q này. Q là của Q. Không? Nó sẽ chọn công cụ này. Thấy chưa? Ví dụ thầy đang ở công cụ này, nhấn phím Q này. Đó, nó sẽ chọn. Phím tắt là Q nhé. Tức là chọn object. Chọn object. Được không? Rồi. Tiếp theo là gì? Công cụ chọn bằng xác định vùng chọn. À, xác định vùng chọn. Tức là laser tool, giống như Photoshop, dây thọc lọc, đúng không? Công cụ laser tool. Tức là nó quét chọn như vậy. Kiểu chọn tự do, đúng không? Chọn theo vùng chọn. Theo vùng chọn. Theo vùng chọn, đúng không? Bạn muốn chọn cái nào thì mình sẽ theo vùng chọn. Đúng không? Chọn theo vùng chọn. Rồi, công cụ tiếp theo, công cụ chọn bằng cọ. Và bạn lưu ý là
Các bạn muốn cái đầu cọ nó lớn hay nhỏ thì bạn đè phím B, kéo ráp chuột giữa. Đè phím B, kéo ráp chuột giữa. B bò á, đúng không? Thì bạn sẽ được cái đầu cọ to hoặc nhỏ. Đây, đây công cụ brush, pen select tool, tức là chọn theo kiểu cọ. Ví dụ đây, bạn thấy chọn. Đó. Chọn theo kiểu cọ. Đó. Các bạn muốn cái đầu cọ này nó to hoặc nhỏ thì bạn đè phím B. Sau đó mình giữ chuột giữa, kéo ráp qua trái hoặc qua phải. Kéo ráp qua trái hoặc qua phải thì bạn sẽ zoom, đúng không? Các bạn thấy nó to nhỏ, nó to nhỏ như Photoshop thôi. Thấy không? Thì tùy vào công việc của mình mà các bạn có thể to hoặc nhỏ, đúng không? Mình cần nó to hoặc nhỏ. Đây là chọn. Chọn. Rồi tiếp theo là công cụ move. Move đó là công cụ di chuyển. Đây, mover, phím tắt là V kép ha. Di chuyển, di chuyển. Phím, nhấn phím dấu cộng tức là lớn, dấu trừ là nhỏ cái trục x y z á. Nghĩa là như vậy nè, move là công cụ di chuyển. Đây, các bạn chọn công cụ move ha, di chuyển. Thì khi đó bạn thấy nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện cái tọa độ trục x, y, z. Này là trục y nè, là hướng lên trên đúng không? Trục x là qua trái hoặc qua phải nè. À, trục x là di chuyển qua trái hoặc qua phải. Trục z là di chuyển chiều sâu. Chiều sâu, đúng không? Chiều sâu thì giống y như bên 3D Max thôi. Đó, chiều sâu. Thì bạn muốn di chuyển cái trục nào thì bạn sẽ nắm ở cái đầu trục đó, bạn di chuyển, đúng không? Nắm đầu trục đó. Còn muốn di chuyển ở giữa thì bạn đặt con trỏ ở giữa nè. Bạn di chuyển ở giữa ha, đặt con trỏ ở giữa, di chuyển ở giữa. Còn muốn di chuyển trục nào thì bạn nắm trục, tọa độ trục đó bạn kéo. Còn cái phím dấu cộng á, người ta nói dấu cộng là gì? Phím dấu cộng tức là lớn, hoặc cái tọa độ trục này lớn này, thấy không? Cái lớn không? Dài không? Nhấn phím dấu cộng thì dài, dấu trừ thì nó nhỏ lại. Có nhiều bạn nó nhỏ xíu rồi nè, bạn nhỏ xíu. Giờ em không biết sao lớn lên được, thấy không? Nhỏ thì nắm sao? Kéo, kéo. Thấy không? Nhấn phím dấu cộng dài. Được chưa? Dấu cộng thì nó dài, dấu trừ thì nhỏ. Lưu ý chỗ này. Tiếp theo là công cụ rotate. Công cụ rotate phím tắt là E. Các bạn thấy phím tắt đây này, thấy không? E. Ở đây nó có cái video hướng dẫn mình sử dụng cái công cụ này. More, tức là nhiều thông tin về nó. Rotate. Rotate là xoay. Xoay đây, mình xem. Công cụ rotate tức là xoay, phím tắt là E. Rotate. Thì khi bạn chọn cụ rotate này, các bạn thấy nó xuất hiện này. Cái màu xanh, xanh lam á, tức là cái theo tương ứng với tọa độ trục gì? Trục Z, đúng không? Màu xanh này là trục Y, màu đỏ là trục X. Đó. Các bạn xoay này. Các bạn muốn xoay theo cái trục tọa độ trục nào thì bạn nắm ở cái tọa độ trục đó bạn xoay, được không? Đó. Muốn xoay trục độ, tọa độ trục nào là nắm tọa độ trục đó mình xoay, đó là công cụ xoay. Công cụ xoay trong Maya thì nó tiện lợi hơn ở vấn đề là xoay. Ví dụ bạn xoay màn hình này, thấy không? Bạn xoay màn hình, thấy không? Đó. Còn 3D thì nó phiên bản cũ của 3D thì nó lại khó. Rồi tiếp theo là gì? Công cụ là select tool. Xin lỗi, scale. Scale tức là kéo lớn thu nhỏ ha, phím tắt là R. Đây, công cụ scale. Scale tức là biến dạng theo tỷ lệ. Biến dạng theo tỷ lệ. Đây, bạn dùng công cụ scale. Scale
Thì ở cái scale này các bạn cũng có ba cái tọa độ chính. À, ví dụ đây. Giúp con này qua một bên cho dễ. Đây. Scale ha, thì bạn cũng có ba cái tọa độ. Thứ nhất, nếu bạn scale theo trục x đó, tức là một chiều này. Đó. Một chiều. Đó, scale theo một chiều này. Thấy không? Được chưa? Scale theo chiều. Đó. Đúng không? Muốn theo chiều nào thì mình kéo nó ra thôi. Kéo ra thôi. Đó. Còn muốn ở giữa này, tức là scale đều á, các bạn đặt con trỏ ở giữa cái cube này này. Kéo ra. Thấy không? Tức là scale đều. Scale đều. Được chưa? Scale đều. Tiếp theo là công cụ là xem thông số offset. Theo thông số offset thì nếu bạn xài cái phiên bản 2008 á, thì nó sẽ có trên thanh công cụ luôn, hoặc là công cụ sort select, tức là đẩy luôn, đẩy các cái khối chọn, hoặc là công cụ xem hướng di chuyển, thì cái phiên bản cũ thì nó sẽ đưa ra đây cho mình luôn này. Đó. Rồi. Bây giờ để các bạn thực hành lại ha, chúng ta sẽ có cái thời gian thực hành một chút. Coi như à, tiếp theo là phần thứ ba, thầy nói luôn là lát nữa mình thực hành nhé. Phần thứ ba này là phím tắt cơ bản này. Thầy sẽ giải thích từ phím 1 đến phím 7. À, phím số 1 các bạn cần dừng đây không, hay là tiếp đi rồi lát nữa thực hành lại theo từng phần này ha. Thầy gửi cái file này cho các bạn rồi mình sẽ thêm, đâu ghi được gì đúng không, nghe không nó cứ lùng bùng cái đầu rồi đúng không. Thì thầy cứ giảng đi rồi lát nữa các bạn sẽ lấy cái file này xong rồi mình sẽ làm lại theo từng cái một. À, phím số 1 là xem object dưới dạng chuẩn. Đây. Phím số 1 tức là mình sẽ xem object dưới dạng chuẩn. Dưới dạng chuẩn là khi các bạn vẽ ra, tức là nó ở cái dạng này này. Đầu tiên là các bạn dạng chuẩn là cái dạng này này. Không? Dạng chuẩn. Xem object dưới dạng chuẩn. Thứ hai là xem object dưới dạng smooth hai phần nha, lưu ý nó có hai phần. Có hai phần nha, lưu ý nè. Xem object dưới dạng smooth, smooth tức là mềm. Đây, ví dụ đây. Nhấn phím số 2 nè. Các bạn thấy không? Nó smooth. Nó sẽ smooth. Smooth này là smooth giả thôi. Thấy không? Khi bạn render thì nó sẽ không thấy đâu. Thấy chưa? Bạn thấy đây smooth nhưng mà render lên đâu có đâu. Cái này là smooth giả. Còn sau này các bạn muốn smooth thật á, thì mình mới có cái lệnh ở trong cái mesh smooth này. Thấy không? Cái này mới là smooth thật. À, thật nhưng mà mình chưa nói đến cái này chi cho các bạn rối đâu. Hiện tại thì bạn cứ biết là phím số 1 là xem ở cái vật thể ở cái dạng chuẩn ha. Phím số 2 là smooth nhưng mà nó có hai phần. Cái phần ngoài là phần khung, phần poly, cái bề bên ngoài, còn cái bên trong là smooth giả. Phím số 3 là mình sẽ xem smooth ở cái dạng một phần. Đúng không? Xem object dưới dạng smooth một phần. Đây. Xem object dưới dạng smooth một phần. Lúc này các bạn chỉ có cái phần smooth này thôi.
đúng không? Thấy chưa? Đó, chúng ta chỉ có cái smooth thôi chứ không có cái phần này, phần ngoài này. Có phần ngoài là làm gì? Để mình muốn xử lý này, thấy không? Sau này mình làm mình model hay gì đó, mình sẽ có cái khung này để mình làm những cái việc khác, việc khác. Còn cái dạng smooth này thì các bạn thấy nó chỉ có cái phần này thôi, nó không có cái khung bên ngoài. Rồi tiếp theo phím số 4 là xem dưới dạng đường line, tức là khung lưới á, xem ở dưới dạng đường line khung lưới, tức là wireframe á, tức là dạng khung lưới. Đây số 4 thì có thể lúc đầu các bạn tạo một cái object mới hoàn toàn đó, thì nó ở cái dạng khung lưới này, đúng không? Các bạn mới tạo ra có phải là nó ở dạng khung lưới không? Ở dạng wireframe, ở dạng khung lưới. Thiếu số 5 à? Số 5 ở đây mình chuyển về số 5. Số 5 là gì? Số 5 là đầy khối, thấy không? Số 5 là đầy khối. Số 4 là ở dạng khung lưới, wireframe. Số 5 là dạng smooth, dạng setting, thấy không? Đây nè. Thay vì mình bấm vào đây nè, thấy không? Mình bấm vào đây nè. Nó nằm ở đây nè. Wireframe này, smooth này. Thì mình nhấn phím tắt là gì? Số 4, số 5 ha. Số 4, số 5. Số 5 là đầy khối. Ghi cái này cho các bạn ha. Số 5 nằm ở đây đúng chứ. Số 5 xem object dưới dạng đầy khối, thấy không? Đó. Số 6 là ở cái dạng chất liệu. Nếu bạn làm về chất liệu thì chúng ta sẽ xem nó ở dạng chất liệu. Số 7 là ở dạng object đèn. Nếu mình có dạng đèn á thì mình sẽ xem ở cái dạng đèn. Rồi tiếp theo là gì? F2. F2 là trở về cái hệ animation. Đây các bạn thấy đang ở cái dạng cái menu của nó là gì? Poly nè, đúng không? Bây giờ thầy sẽ nhấn F2, nó sẽ chuyển về. Nếu bạn xài laptop á, thì các bạn phải nhấn phím FN, có cái trên bàn phím các bạn có phím FN kết hợp với phím F2 thì nó mới chuyển được nhá. Nó chuyển được, tức là đối với laptop á, đúng không? Vậy thì đối laptop thì mình phải có phím gì? Kì vậy. Phím FN nè cộng với thằng này. Rồi. Để lát nữa thầy xem nha. Được chưa? Đó, nó phải kết hợp với phím này thì mình mới chuyển được. Đối với laptop nha, các bạn đang xài laptop. Rồi, máy này cũng giống vậy đi.
đi dưới đây này. Đi lên chiếc nữa. Mà tạo là hao quá đi mà. Rồi, mấy cái dưới này cũng vậy. Được chưa? Thì F2 nè. F2 là animation. F3 nè. F3 nè là poly nè. F4 là surface nè. F5 là dynamic nè, đó. Thì các bạn thay vì bấm vô đây mình chọn nó thì chúng ta có thể là dùng phím tắt ha, dùng phím tắt. Được chưa? Chúng ta sẽ dùng phím tắt. Rồi. Tiếp theo phía dưới này là cái gì? F11 tức là trở về hệ face, tức là mặt. Đó, trở về face và mặt. F11. Tức là dạng face và bề mặt. Đây nè. Thay vì các bạn click phải chuột chọn face nè. Thấy không? Face nè. Object mode thì về mặt Control F9 convert đó. Rồi insert là dời, dời tâm, dời tâm. Ở đây các bạn có hai cái insert này. Insert là dời tâm, dời trục. Ví dụ thầy nhấn cái phím insert trên bàn phím của các bạn đó, thấy chưa? Thì bạn sẽ dời cái tâm, cái trục. Ví dụ dời cái tâm, cái trục qua đây nè. Thấy không? Dời cái trục luôn. Insert tức là dời tâm, dời trục. Insert lần nữa thì trở lại bình thường. Còn cái gì? Insert nè. Kế phím delete đó. Insert kế phím delete đó các bạn. Rồi cái phím hai rồi. Cái phím V, các bạn đè phím V thì mình sẽ snap phím V á, giữ phím V thì mình sẽ snap cái tọa độ chụp vào cái object ha. Đó, nè. Nó sẽ snap vào cái điểm khi bạn đè phím V. Còn nếu như là khi bạn đè phím X thì bạn thấy nó sẽ snap vào trong cái lưới, đúng không? Các bạn thấy nó sẽ snap vào lưới này, đó. Tức là phím X tức là snap vào lưới, còn phím V tức là snap vào điểm, vào điểm, các cái điểm. Được chưa? Đó là toàn bộ cái bài lý thuyết về bài mở đầu của Maya. Thì các bạn lưu ý cho thầy, thứ nhất là cái gì? Quan trọng cái phần thao tác cơ bản này. Tổng quan về Maya, các cái phím tắt để xoay camera này, không? Zoom lớn, zoom lui gì đó. Rồi cái công cụ này, nguyên cái thanh công cụ này. Các phím tắt của thanh công cụ này, không? Phím tắt này. Q là select chọn này, không? Rồi V kép là gì? Di chuyển. Đó, mấy cái này mình nên nhớ. Rồi các phím tắt cơ bản phía dưới nè, từ phím 1 đến phím 7 nè. Đó, từ phím 1 đến phím 7 nè. Xem ở cái dạng nào. Rồi những cái phím tắt của cái menu, cái này thì không cần quan trọng lắm. Cái này chúng ta có thể click được. Rồi, phía dưới này có cái lệnh insert, sau này mình làm việc mình hay dùng insert này. Được chưa? Đó là toàn bộ cái phần lý thuyết. Giờ thầy sẽ gửi cho các bạn cái này rồi mình sẽ thực hành sau.